Thêm phần khác biệt cho những xe Ford Raptor các bạn, thì mình cũng mang về một bộ mâm 3.0 V6 phiên bản Ford Raptor bên Mỹ các bạn. Đó, các bạn thấy đây là bộ nhận diện của Ford Raptor 2023 nha. Cũng giống như phiên bản tại Việt Nam thôi, nhưng mà nó đi với lại cái cấu hình mâm khác các bạn. Mâm 17 với cái vân big lock bên ngoài. Bên mình nhập về hai phiên bản Sport và phiên bản Raptor 3.0 V6 của bản Mỹ. Thì hai thằng nó định dạng một chút xíu, khác về cái vành và nó khác về cái màu các bạn. Màu của Sport ở trong là đen, màu của Raptor bình thường ở trong là xám ha. Còn đây là cái xe mà bên mình đã lắp lại, lắp trên cái xe Ford Raptor 2023 tại Việt Nam các bạn. Order chính hãng của phiên bộ mâm từ nhà máy Ford sản xuất ra luôn nha. Đó, nên này là hàng chính hãng, hàng của Formoco sản xuất cho những dòng xe F-Series. Nên khi mà các bạn mua cái mâm này thì cực kỳ yên tâm, xài chắc, ổn, uy tín và tăng vẻ đẹp cho cái xe mình cũng khá nhiều nha. Đây, mình quay sơ cho các bạn một vòng nha. Upset của nó cũng là upset của phiên bản mâm zin luôn ha. Nên khi mà chúng ta lắp vào thì y như ngàm luôn, nó không có bị đưa ra mà nó không bị lõm vô. Đối với xe Ford Raptor 2023 nha. Đây là xe mà mình đã lắp trực tiếp thực tế tại Việt Nam luôn các bạn. Rất đẹp luôn ha, rất mình chán luôn. Khi mà chúng ta vô bộ này, chúng ta vô thêm cái bô xả kép HKS nữa các bạn. Đường ống xả đi ra hai bên thì y như phiên bản Ford Raptor 3.0 V6 phân phối tại bên Mỹ luôn các bạn. Rất đẹp luôn ha. Các anh có nhu cầu nâng cấp mâm, nâng cấp bô thì ghé anh Auto Style bên mình nha. Số 8 đường 1A, khu Như Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Văn Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.